Họa sĩ già là cái tên quen thuộc mà người dân tại các con hẻm trên đường Nguyễn Khoái, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đặt cho ông Minh. Cứ mỗi sáng, ông lại dùng chiếc xe đạp rong ruổi trên các con hẻm để tìm những bức tường đã xỉn màu ẩm mốc. Với sự sáng tạo và tình yêu hội họa, người họa sĩ già này đã biến những bức tường ấy thành những bức tranh đầy màu sắc. Nhiều cái bức tường nó loang lổ, không có ai sơn phết, người ta dán giấy rồi thấy mất cái vẻ mỹ quan đẹp. Nên tôi có cái ý tưởng là sơn lại những bức tường đó và vẽ lên để cho nó chỉnh chu hơn. Những bức họa của ông mang màu sắc tươi vui gần gũi với các chủ đề về quê hương, mùa xuân, danh làm thắng cảnh. Hầu như bức tranh nào ông cũng kèm thêm câu ca dao, lời bài hát thân thuộc của người Việt Nam. Ở đây là đa số người dân của mình là hồi xưa đó là ở dưới quê lên, ở các tỉnh tới. Những bức tranh nhà vẽ lại những cảnh đồng quê, vẽ những cái thác, những cái kia, cũng như là gửi lại cho nó những cái ký ức ngày xưa. Bố là cũ kỹ quá, bây giờ là có chú Minh vẽ là ở khang trang cái đường ở mình ở đây là nó là đẹp, rất là đẹp luôn, thành ra ai cũng thích, bà con ai cũng thích chú Minh. Dù đã 76 tuổi nhưng họa sĩ già vẫn ngày ngày cầm cọ để làm đẹp cho thành phố. Đến nay ông đã vẽ hơn 50 bức tranh trên khắp các con hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh.